6 năm rồi con mới làm action. Gần như là 100% thể lực cũng giống như là tinh thần bắt buộc phải commit, dành trọn thời gian, cái sự tập trung cho cái kịch bản lần này, cho nên con cảm thấy rất là áp lực. Áp lực thì phải nói là rất là lớn chứ không phải là chỉ có lưng chừng như những bộ phim khác. It's very difficult to have what we imagine on the frame. Phải nói luôn đó là cái linh hồn của bộ phim này là Hai Phượng. But it's scary. Always scary to see the main actress in a bad situation. Phần chụp chân và phần đầu gối Vân đã đập vô cái mảnh tàn. It's totally new for Vietnamese people, this kind of action style. So like it's not the same action that they used to see. Mình nặng hơn là mình nghĩ. Không phải lúc nào mình cũng vui, có rất là nhiều những ngày buồn và những ngày chán nản và những ngày mà mình cảm giác như là mình chỉ muốn bỏ cuộc mà thôi. Nhưng mà bởi vì đến giờ phút này thì mình cảm thấy cái công việc mình làm nó vì một cái trách nhiệm nữa, chứ không phải là nó chỉ là đơn thuần dựa trên cái niềm đam mê của mình không. Phải quay tiếp thôi, không có ngưng được, phải dừng lưng để mình trễ ngày quay. Chào chú Kỳ, chị chưa im lặng, lên mời. Lên. Cái sự chủ động vẫn rất là cao, nén cái đau đớn đó trong lòng Vân bằng cách là Vân không có la mà Vân cố gắng chịu đựng. We show her choreography, which sometimes can last for 2 minutes, 2.5 minutes, and she can remember everything. Nó làm cho cả đoàn phim cảm thấy rằng cái sự hy sinh của Vân rất là lớn. And with her, actually, everything we can create, she's able to replicate, and that's really good for us. Nền tảng thì có thể nói là niềm đam mê, nhưng mà về cái suy nghĩ chín chắn hơn thì nó là một cái trách nhiệm sao để cho giới trẻ Việt Nam có thể yêu thích phim Việt Nam hơn. Nó là cái trách nhiệm của tất cả những nhà làm phim hiện tại.